Chào mừng quý vị khán giả đến với talk show Chuyện Ngại Nói với Xuan Lan. Ở talk show Chuyện Ngại Nói với Xuan Lan, chúng tôi nói những điều người ta ngại nói và khó nói. Tôi thấy em rất ngại nói. Em nói là nếu như mà con như vậy chắc mày chết quá. Chồng chị đang ra ngân hàng ngồi chuyển tiền cho em, 5 phút nữa em nhận được là khơi rồi đúng không? Ra ngồi không có một đồng nào hết. Có giấy ủy nhiệm chi, có hình ảnh chụp chuyển khoản rồi, là mình đinh ninh là 100% mình nhận được rồi. Nhưng mà đằng sau tôi chụp xong cái giấy đấy là đằng sau âm thầm gửi đi. Nó ức quá chị. Chúng tôi nói những điều người ta cần nghe nhưng ngại nói. Ủa la la ơi sao mày yêu thằng đó được, tụi nó là bóng. Tụi nó ủa là bóng là sao? Anh qua thấy là người đó ngồi như này nè, lau từng chai dầu thơm, lau con búp bê là bọn tủ kiến. Trong khi Xuân Lan thì đứng đóng đinh, treo hình. Chúng tôi biến những chuyện ngại nói thành những chuyện phải nói. Người cha giữ chân con gái để cho ông nội xâm hại. Con cũng có con gái nhưng mà con nghe những cái chuyện đó con không chịu được cô. Thực sự rất là sợ, không biết có ai đi theo truy sát mình không. Chào mừng các bạn đến với chủ đề đầu tiên: tiểu tam và kẻ ngoại tình. Tại sao lại phải chịu đựng, phải hết năm này qua tháng kia? Mọi người nghĩ là em chịu đựng. Khi mà chúng ta đã kết thúc một mối tình hay là một cuộc hôn nhân mà chúng ta đi nói xấu cái người cũ của chúng ta không ra gì. Bây giờ em sẽ dùng từ là nói người đó như cái đống luôn. Thì chẳng khác gì mình nói mình từng ăn. Các bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới chuyện ngại nói với Xuân Lan chưa? Chào mừng quý vị khán giả đến với talk show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Ở xã hội hiện tại đã có rất nhiều chuyện nhạy cảm đã được chấp nhận và cởi mở hơn, bởi vì xã hội càng ngày càng phát triển. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn rất nhiều chuyện khó nói, những chuyện ngại nói. Ở talk show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan, chúng tôi nói những điều người ta ngại nói và khó nói. Chúng tôi nói những điều người ta cần nghe nhưng ngại nói. Hay nói đúng hơn, chúng tôi biến những chuyện ngại nói thành những chuyện phải nói. Talk show Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan sẽ được phát sóng mỗi tuần vào 20h30 tối thứ Sáu trên kênh Xuan Lan Official, talk show Chuyện Ngại Nói với Xuan Lan và Facebook cá nhân Nguyễn Xuan Lan. Còn bây giờ các bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới chuyện ngại nói với Xuan Lan chưa? Chào mừng các bạn đến với chủ đề đầu tiên: tiểu tam và kẻ ngoại tình. Tiểu tam, hay nói đúng hơn là Tuesday, là những cụm từ rất hot ở trên mạng xã hội hoặc là báo chí hiện tại. Lâu lâu chúng ta sẽ coi một cái tin nào đó là một người bị cắt tóc, lột đồ, đánh ghen ngoài phố. Hay là có những chuyện rất là bức xúc bởi vì người vợ bị chồng đánh ngược lại khi người vợ đến đánh ghen chồng. Vậy thì đề tài này chúng ta sẽ nói thế nào cho đúng? Chúng ta nghĩ thế nào cho đa chiều và công bằng cho tất cả những người xung quanh? Hành xử làm sao cho văn minh? Hôm nay chúng tôi có hai khách mời đặc biệt. Xin giới thiệu Lý Phương Châu. Chào chị, chào mọi người. Và May Phạm. Chào mọi người, chào chị Xuân Lan. May là một người phụ nữ, em có vẻ yêu chồng hơn yêu cả con nữa. Mình dặn cái thần tượng chồng mình, nhìn chồng mình lúc nào cũng lung linh. May sẵn sàng tha thứ và thỏa hiệp với lại một số cô gái, cuối cùng cho qua chuyện, và cuối cùng mình vẫn là một người phụ nữ kiên trì để giữ chồng lại với lại gia đình nhỏ của mình. Đến với một cái cuộc hôn nhân, ngoài cái chuyện tình cảm ra thì đối với em nó còn nhiều cái thỏa hiệp lắm. Về trách nhiệm, nó không chỉ là chuyện tình cảm. Cho nên khi xảy ra nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống hôn nhân thì tụi em quay trở lại với những cái thỏa hiệp ban đầu. Cái điều đó người ta nghe, người ta có thể dễ suy nghĩ đó là giống như em bào chữa. Một người đàn ông, cái chuyện họ ngoại tình nó có nhiều vấn đề. Say nắng, kiểu chọc ghẹo, kiểu thả thính. Có nghĩa là nó rất nhiều những cái trạng thái. Đối với chị Châu, chị Lan, như em nghĩ em cũng không có đồng ý cái chuyện ngoại tình. Nếu người đàn ông họ có một gia đình và họ bước ra ngoài, họ xây dựng một mối quan hệ với một người phụ nữ khác như là vợ, chồng, hoặc là họ tiến tới một cái cuộc sống ngoài vợ ngoài chồng song song với người vợ của mình, nó có nhiều mặt để mình nhìn vô đó. Là theo May là mình phải xem xét cái góc độ là cái người chồng đó có đem cái vị trí tương tự một người vợ đặt vào cuộc sống hay không. Nếu có là May sẽ không chấp nhận. Nhưng mà những cái chuyện say nắng, hoặc là những cái chuyện tình một đêm, hoặc là những cái chuyện không yêu nhưng mà vẫn là xét, em vẫn có thể bỏ qua. Em không phải là em bỏ qua, Cái vấn đề là em không quan tâm đến cái chuyện đó luôn. Cái điều em quan tâm đó là trách nhiệm. Bản thân em còn nói ngược lại với chồng em rằng á, cái chuyện tình cảm nó chỉ là nhất thời, nó không thể nào là một cái chuyện mà mãi mãi. Những cái gì chị May nói thì để đạt được tới cái cảnh giới như vậy, nếu mà nói chị May nhu nhược thì không phải đâu. Em thấy là đây là sẽ là một cái người cực kỳ lý trí luôn. Tại vì phụ nữ mình là khi mà phát hiện kiểu đàn ông mà kiểu ngoại tình hay là có mối quan hệ với cái tình cảm người khác thì đầu tiên là mình sẽ bị cái phần máu điên trong người sẽ dòng nhẹ nổi lên, là nó sẽ lấn hết những cái lý do. Nhưng mà ý là chị May là thuộc kiểu là chị May còn đủ bình tĩnh để chị May phân tích cái sự sai phạm đó nó tới cái hạn mức nào. Còn em thì khi mà máu điên nổi lên thì như nào? Em thuộc phần đông, đại đa số, hay là khi mà mình biết mình bị phản bội thì mình sẽ làm những cái điều hơi đánh mất lý trí một chút xíu. Có rất là nhiều lời hay, ý đẹp, văn hay để mình nói là nếu mà tôi bị như vậy tôi sẽ cư xử thế này cho nó văn minh. Nhưng mà thật ra mà nói thì tới cái lúc mà mình bị á, lúc đó mình mới biết được là mình có làm được hay không. Còn cái bước đầu tiên thì không đủ bình tĩnh để... Em nghe Châu nói em có thấy cái đó là một cái sai phạm không? Cái đó là cái sai lầm không? Thật ra em thông cảm, tại vì mình là phụ nữ mà, mình cũng có những cảm xúc đó. Thật ra chị cũng có những cảm xúc như Châu khi mình những lần đầu em phát hiện những lần đầu. Nhưng những lần đầu đó nó rất may mắn là nó không rơi vào chồng em. Có nghĩa là trước khi em đến với Khoa, em đã trải qua rất nhiều những mối tình. Cũng đã có những lúc mình cư xử rất là không có lý trí, mình cũng cảm xúc. Có quá nhiều kinh nghiệm đau thương. Quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà thật ra chị nghe cái giọng May, khi mà May nhắc lại chuyện đó thì cái giọng em vẫn rất là rung, và chính vì cái cảm xúc em vẫn có nhiều. Em chỉ cảm thấy buồn điều á là em vô tình em tự cảm nhận được á, gần như là những người đàn ông mà em tiếp xúc á, họ đều có cái chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Em có thất vọng, em có buồn chứ. Nên khi mà trước cái giai đoạn mà em quyết định là em kết hôn đó, thật ra em đâu có nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải lập một gia đình đâu, bởi vì em mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng khi em đến với Khoa, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ mình đang bước vô một cái điều mà mình biết trước nó là cái gì rồi, mình phải chuẩn bị cái gì cho nó, và khi xảy ra những cái chuyện đó mình đối diện với nó như thế nào. Tại sao lại phải chịu đựng, phải hết năm này qua tháng kia? Sao mọi người nghĩ là em chịu đựng? Sao em không chịu đựng? Nhu nhược nó khác, mình đau khổ nó khác. Không có ai mà đau khổ mà để cho mình cứ xảy ra cái chuyện đó lặp đi lặp lại. Bản thân em, có nghĩa là em đã tự làm cái tâm lý cho mình, và em tự biết rằng những cái việc đó nó không có ảnh hưởng tới mình nữa. Chị May làm em liên tưởng đến một câu nói của má em hay nói với em, đúng kiểu người phụ nữ trước là hồi xưa mẹ em hay bảo với em gì ta? Đàn ông ai mà không ngoại tình là 10 thằng là sẽ 9 thằng là ngoại tình, còn 1 thằng là tại vì nó giấu giỏi nên con không biết. Chị May là em liên tưởng tới câu đó ghê, thật sự luôn. Ý là chị May là em liên tưởng tới câu đó ghê, tại vì chị May kiểu là khi kết hôn là thời điểm đó người ta sẽ rất là màu hồng, mà lúc kết hôn là chị May đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận đau thương phía sau rồi. Đau thương của chuyện ngoại tình. Đây là một người phụ nữ có cái tư duy rất là đặc biệt luôn, nhưng mà thật ra chúng tôi đánh giá rất là cao bởi vì cái sự bình tĩnh của cô ấy nha. Họ nói em mà bản chất của đàn ông là thích cơi nới. Thích cơi nới có nghĩa là càng muốn chứ không có buông ra đâu, không bao giờ ly dị vợ hoặc là cái gì đó, là muốn thêm thôi, chỉ muốn thêm thôi, không muốn bớt. Tại vì thực ra giống như đàn ông giống như những em bé mà thích nhiều đồ chơi, thích có thêm đồ chơi, và cái đó thành bộ sưu tập. Thì thực ra tôi không biết nói câu đó là có xúc phạm các anh đàn ông hay không, nhưng mà đây là câu chuyện của những người phụ nữ. Bởi vì bản thân là những người phụ nữ khi mà phát hiện chồng mình ngoại tình hoặc là có tiểu tam thì thực ra cái cảm giác bị so sánh là mình như vậy, mình đã yêu anh ấy hết mình như vậy, đã hy sinh hết mình như vậy, mình với con nhỏ kia có gì hơn mình mà bây giờ anh ấy đánh đổi cái cảm xúc của mình, cái hy sinh của mình để vui chơi với con nhỏ đó hoặc là cái tiểu tam đó. Thì câu chuyện đó là câu chuyện hay đặt ra giữa các chính thức là giống như so sánh mình với lại cái người tiểu tam kia, và họ cảm thấy họ bị tổn thương bởi vì cái câu chuyện yêu thương của họ, cái tình yêu của họ, cái sự hy sinh, cái sự hết lòng với người chồng của họ không bằng những cái câu chuyện dẹo qua dẹo lại thả thính mà dính. Em là giống như đúng kiểu hình mẫu mình dễ gặp ở xã hội lắm. Em gặp người chồng cũ của em là Hải á, là mối tình thứ hai, yêu nhau từ đó tới lớn và cưới nhau và kết hôn luôn, cho nên là ý là lúc đó mọi thứ của em nó rất là màu hồng. Mà khi mà phát hiện thì lúc mà em phát hiện thì em rất là sốc chứ. Nói chung là mọi cái cung bậc cảm xúc kinh khủng nhất của em lúc đó là nó sẽ xảy ra hết, kiểu như thấy đời mình giống như là bi kịch, chấm hết rồi, mất hết tất cả mọi thứ rồi. Nói chung là trời, thấy thảm thương. Em cũng bị so sánh chứ, tức là em rất là so sánh rất là nhiều. Nếu mà mình nói mình không so sánh là mình xạo. Đó là lúc đó em so sánh một cách khủng khiếp luôn. Và nhưng mà từ những cái so sánh đó thì em mới bắt đầu nhận ra những cái ngu của mình. Và đó cũng là cái ngu của phần đông phụ nữ. Thực ra cái đó không phải là ngu đâu Châu. Cái đó không phải là ngu mà đó là phản ứng, đó là cái cảm xúc, giống như thực ra một cái chất xúc tác. Đó là phản ứng của tự nhiên của những người phụ nữ. Làm sao mà tự nhiên mình không tổn thương được. Ngu ở đây có nghĩa là khi mà mình bắt đầu so sánh thì mình mới nhận ra những cái ngu của mình, vì mình tự làm mình như vậy. Ngu ở đây có nghĩa là phần đông những người phụ nữ sẽ tự nhiên khi lấy chồng thì sẽ không chăm chút cho bản thân, không có chân diện gì nữa. Sao cái người kia người ta lúc nào cũng quần láo lượt đẹp chân diện, còn mình sao thấy ghê quá à. Kiểu như quần jean nó thun xong để ba lô, mang giày thể thao rồi không make up gì, đeo kính cận rồi cột tóc các kiểu. Thì nhưng mà những cái đó đâu có ai bắt mình phải làm vậy đâu, tức là do tự mình. Mình nghĩ cái điều đó là giống như mình có thể là tiết kiệm hay là vun vén gia đình gì đó. Thì ý em nói là cái ngu đó là những cái ngu như vậy. Một cái điều nhắc nhở rất là tốt cho chị em phụ nữ, cái nghĩa là đừng bỏ quên bản thân mình. Đúng. Phải luôn luôn làm đẹp, luôn luôn đẹp trong mọi góc nhìn. Bởi vì đàn ông luôn luôn là những người thích cái đẹp. Bởi vì sao? Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Phụ nữ chỉ cần nghe anh nói ngọt vô tai thôi là nhắm mắt lại vẫn yêu anh, vẫn tin anh. Anh xấu quắc, anh nói anh đẹp, mình vẫn thấy anh đẹp, phải không? Nhưng mà thực ra đàn ông á, phụ nữ có nói nhỏ vô tai, có dùng trái tim hay dùng máu hết mình để cứu ảnh, hoặc là giống như kiểu mà mỹ nhân cứu anh hùng chẳng hạn đi, nhưng mà mắt ảnh nhìn thấy bao nhiêu cô gái đẹp vẫn sáng lên. Cái mà giống như phụ nữ mình bỏ quên bản thân á là cái ngu của mình. Tại vì cái đó là do chính mình làm như vậy, chứ không ai, đâu có ai để dao vô cổ bắt mà làm mấy cái điều đó đâu. Thật ra khi phụ nữ họ yêu gia đình thì họ sẽ làm tất cả mọi thứ để cho chồng nè, cho con nè, vun vén cái tổ ấm đó nè. Họ quên mất bản thân mình, họ quên mất. Còn em thì em cũng là một người vun vén cho chồng cho con. La nhớ có những lần em đi mà La phải tặng em một cây son đỏ và bắt em không trang điểm là phải đánh cái son lên cho chị không? Đó là những lần chị quên cho bản thân mình. Trong cái thời điểm mà May và Khoa đang bị vướng vào một cái scandal, May là người đứng ra xử lý khủng hoảng cho chồng mình, là người luôn luôn đứng bên cạnh. Thì chị nhớ hoài cái lúc mà Khoa đứng ra nhận lỗi thì May về viết một cái status là em tự hào về anh. Bởi thì thực ra chị biết May tự hào về Khoa là người dám nhận cái lỗi về mình, nhưng mà sau đó May bị ném đá tiếp. May tự hào về Khoa là người dám nhận cái lỗi đó về mình, nhưng mà sau đó May bị ném đá tiếp. Cô gái này bị stress kinh khủng. Chị rủ đi ăn thì May đi ra, May phờ phạt, gọi là chị sử dụng hình ảnh bạc thích ra luôn, mặc một bộ đồ không còn cái gì gọi là giản dị hơn, mặt thì tái mét. Chị stress lắm hả chị? Thật ra thời điểm đó chị chỉ nghĩ là làm sao để chị giữ cho hai đứa nhỏ nhà chị nó có cái cuộc sống nó vẫn bình thường và nó không bị ảnh hưởng bất cứ gì hết. Đó là những cái sự cố gắng của mình là bảo bọc cho hai đứa nhỏ. Cái lúc mà chị hẹn May đi uống cà phê á, chị tặng cho May cây son đỏ. Chị nói cái son màu đỏ nó hiệu quả lắm, nó là một cái thần dược. Em không cần cái mặt em có bạc đến cỡ nào, em chỉ cần có cái tí sắc son màu đỏ lên mặt thì mặt em sẽ tươi lại. Thì ít nhất đừng để cho người ta thấy mình bị khủng hoảng. Và ít nhất chị muốn là, thật ra câu chuyện này chị thương là thương May, chị không có binh vực Khoa. Chị nói là ít nhất khi Khoa nhìn những người phụ nữ khác vẫn thấy vợ mình rất là đẹp. Cái đó là chị bảo vệ cho bạn bè. Tuy nhiên là không phải ai trên đời này cũng có những người bên cạnh để chia sẻ. Và trong lúc những cái người vợ hoang mang tâm lý khi mà bị sốc chồng mình ngoại tình, hoặc là cái người nào mà phản bội mình, hoặc người yêu của mình phản bội để yêu người khác, thì câu chuyện đó là câu chuyện các bạn phải cần hết sức bình tĩnh để vượt qua. Và phải xem cái giá trị nào đó quan trọng hơn. Thì bản thân chị cũng là một người trải qua câu chuyện người yêu của mình quen một lúc với hai người khác. Chị có hai cái nguyên tắc: không ai quan trọng hơn con chị hết, nên đứa con đó là cái điều cân bằng thật là tốt. Khi mà chị stress cỡ nào thì cỡ, chị ôm đứa con vô lòng, chị hôn nó, chị ôm nó, chị yêu nó, chị không suy nghĩ gì hết. Tự động khoảng nửa ngày rồi em giãn cái đầu em ra liền. Cái bí quyết thứ hai, khi mà chị điều tra cái chuyện hai cái người kia, chị thấy là thật ra nếu mà mình so sánh với họ là mình tự xúc phạm mình đó. Và nếu mà họ không xứng đáng thì mình có nên nói không? Không nói. Mình có nên cho họ biết là mình cùng dính với một người đàn ông? Không nên. Chị làm gì? Người đàn ông đó không xứng đáng với tình cảm của chị nữa. Chị im lặng, chị đi thật nhanh và cho tới giờ không ai thấy mặt chị trong cái nhóm người đó. Chị luôn luôn ý thức được đời chị phải sống thật là đẹp, phải thật là vui, phải thật là bình yên. Và con chị phải luôn luôn được hạnh phúc. Chấm hết. Thì tất cả những câu chuyện còn lại, cho dù chồng có đi đâu hay làm cái gì, không có anh thì đời em vẫn thế. Mà nhiều khi không có anh thì đời em vẫn vui hơn thế. Đúng không? Tuy nhiên cái đó là dành cho những người ngoại tình thôi. Còn trong một cái gia đình hạnh phúc bình thường thì nên trân trọng nhau. Thì cái đó, tại vì đây là chủ đề chúng tôi đang nói về tiểu tam và kẻ ngoại tình nha. Nên các chị đừng nghe cái câu slogan là không có anh thì đời em cũng thế, hoặc là không có anh thì đời em vui hơn thế mà các chị học theo. Thì không phải. Đây là dành cho tâm lý của những người sẽ vượt qua cái cơn địa chấn về ngoại tình. Ngoài những câu chuyện của chị em mình ra thì bây giờ hiện tại đang có câu chuyện rất hot trên mạng xã hội. Một cô giáo tố một cái người đạo diễn, diễn viên ngoại tình trong showbiz dậy sóng. Chắc mọi người có nghe cái thông tin em đó. Em có nghe lắm thôi. Thật ra chủ đề tiểu tam và kẻ ngoại tình này, đầu tiên chị mời cái cô bạn tinh tê kia là cái người thứ ba trong câu chuyện. Nhưng mà khi mà chị liên lạc thì sau lần liên lạc đầu tiên, thì lần thứ hai khi mà chị bị ngắt sóng, chị gọi lại thì bạn chồng lại nghe máy của cô thứ ba và kể về là vợ em là một cái người dàn dựng ra những bộ phim, và đây hoàn toàn là một bộ phim điện ảnh. Cô ấy như thế này, cô ấy như kia, cô ấy như thế nọ, nên em sẽ có kế hoạch này nọ. Rồi bây giờ em đồng ý cho chị quay, nhưng mà chị phải bay ra Hà Nội để quay em đi này nọ. Cái xong rồi chị mới cảm thấy là một bạn này là một cái bạn đang có cái kế hoạch rất là rõ. Và thực ra cái câu chuyện này chưa thật hư như thế nào. Đầu tiên cái dư luận nói về cô giáo này là tại sao làm cô giáo mà đi hành xử như vậy? Có nghĩa là chuyện nhà mình thì mình để mình tự xử, mình tự giải quyết ở trong nhà. Quay người khác mà quay luôn cái cô thứ ba đó, trong nghi án là người thứ ba thôi, lại bung lên trên mạng thì có khi là xông vào nhà người khác bất hợp pháp, làm nhục người khác bởi vì quay người khác đưa lên trên mạng mà không hỏi ý kiến, thì là cô đó đang sai. Thì cái dư luận đang có hai chiều, một là ném đá những kẻ ngoại tình và binh cho cái người chính thức. Người tiểu tam luôn luôn là người bị ném đá. Tuy nhiên sau đó khoảng chừng 2 tuần thì người chồng phản pháo, đưa ra bằng chứng là cô vợ cũ ghi âm này nọ, rồi nói dối, rồi nói là không có thai mà nói là có thai, rồi động thai, rồi sảy thai, rồi đưa ra bằng chứng là ngày nào đã ký đơn ly dị. Xong rồi nói chung là hai bên đấu nhau. Và cho tới bi kịch nữa là sau đó chị thấy người chồng livestream về cái việc đi gỡ bùa, nói là do người vợ cũ bỏ bùa, đi gỡ bùa livestream. Bi kịch hơn nữa là người chồng vào một cái diễn đàn nói xấu, đã kích vợ mình và nói vợ mình bị hôi nách. Bi kịch hơn nữa là người chồng vào một cái diễn đàn nói xấu, đã kích vợ mình và nói vợ mình bị hôi nách. Thì thật ra tới đó là chị hoàn toàn là chị không hiểu, từ chối hiểu trường hợp đàn ông vậy. Có nghĩa là ngoại tình nhưng mà không công nhận là mình sai, mà mình tố lại là cái người vợ của mình sai. Khi phụ nữ làm một cái việc gì không còn giữ mặt mũi cho đàn ông nữa, đúng không? Bé Châu đã từng trải qua cái việc đó. Tại vì là do trước đó người đàn ông đã không thể cư xử khéo hơn, đã không biết cách để dàn xếp những cái việc mà mình đã làm như vậy. Khi mà người phụ nữ người ta phát hiện chồng mình ngoại tình á, thì phản xạ đầu tiên không bao giờ là người ta la làng lên, mà người ta sẽ về, người ta khóc hoặc là cãi lộn với chồng, đóng cửa trong nhà giải quyết chuyện đó trước. Đó là cái phản xạ đầu tiên, chứ không ai mà vừa biết chồng ngoại tình cái chạy ra đường la liền, không ai làm vậy. Sẽ về hay là khóc, mình đánh chồng, hay là mình chung là mình sẽ diễn cái trận chiến đó tại nhà. Thì lúc đó thì cái cư xử của người đàn ông rất là quan trọng. Nếu như mà cái người đàn ông họ biết cách cư xử thì em tin là cái chuyện nó sẽ không có bung bét lên. Vậy thì các chị em phụ nữ, nếu các chị mà để cho cảm xúc lấn át lý trí mà các chị quậy bung bét làm cho hả dạ hả giận và phải dằn mặt được tiểu tam, dạy được chồng mình, thì nhiều khi nguy cơ hôn nhân đổ vỡ là có thật. Cái đề tài này càng nói càng nóng nè, mà nóng bây giờ là chị em mình muốn mà nói nữa mà cho thoải mái á. Chị nghĩ mình chill một chút đi. Dạ. Nghe nhạc chút rồi uống một chút rượu nhẹ nhẹ cho nó thơm thơm ha. Dạ. Cho nó chill chill chút ha, cho nó đỡ căng thẳng ha chị. À rồi, chị sẽ đem ra đây một chai rượu ngọt ngọt để cho mọi người cùng có thể enjoy. Thực ra chị nói phụ nữ luôn luôn phải hưởng thụ cuộc sống trong từng ngày, trong từng khoảnh khắc, trong từng cái cuộc sống của mọi người, không cần tới bar để uống rượu, mà mình cũng có thể tự tạo không gian cho mình, tự tạo niềm vui cho mình. Em nghĩ là mình có thể tự hưởng thụ một mình hay với những người bạn gái, không nhất định phải là một ai người đàn ông nào phải đem lại hạnh phúc cho mình, đúng không? Mình tự đem hạnh phúc cho mình được mà. Chill. Ngon quá. Ngon không? Chai này rất là xuất sắc. Bây giờ em không binh ai nha, phụ nữ đàn ông như nhau. Thì theo quan điểm của em, khi mà chúng ta đã kết thúc một mối tình hay là một cuộc hôn nhân mà chúng ta đi nói xấu cái người cũ của chúng ta không ra gì, bây giờ em sẽ dùng từ là nói người đó như cái đống luôn, thì chẳng khác gì mình nói mình từng ăn hả? Đúng không? Sao mấy bạn không nghĩ đến vấn đề đó? Bây giờ vấn đề là đó là người bạn đã từng chọn và người bạn đã từng chung sống một khoảng thời gian. Thậm chí là bây giờ thời đại mạng xã hội, có những lúc bạn đã lên mạng để công khai những cái hình ảnh gọi là tuyệt đẹp, hạnh phúc, xong bạn ca ngợi người ta, xong tới lúc chuyện xảy ra thì kiểu như bạn vạch trần sự thật là người ta thế này thế kia, và bạn nói xấu người ta, gọi là dùng từ là nói xấu. Không có gì, nhưng chị nói chồng mà đi nói xấu vợ hôi nách. Bây giờ em nói bây giờ người chồng đi nói xấu vợ hôi nách, mà mày đã cưới nó rồi, mày ở với nó trong bao lâu thì mày chịu đựng hôi nách của nó trong bao lâu, đúng không? Có nghĩa là khi mình đi nói xấu một cái người như vậy không ra gì thì chẳng khác gì mình đang tát vô trong mặt mình. Không biết là may mắn hay là cũng phải là do cái cá tính của mình mà giống trượt từ ban đầu đi. Em nghĩ cuộc sống nó giống như là mấy cái bánh vậy đó. Em sẽ lúc đó em hay ai hỏi em cũng sẽ nói kể một câu chuyện vậy cho mọi người dễ hình dung. Thì ví dụ như chồng là một cái bánh, gia đình là một cái bánh, con là một cái bánh, công việc là một cái bánh, đam mê là một cái bánh, thì người phụ nữ phải có nhiều cái bánh giống như vậy. Thì nếu như bạn có lỡ may mất một cái bánh thì bạn sẽ buồn, nhưng mà bạn cũng còn những cái bánh khác còn lại để cứu đói cuộc đời bạn. Mình sẽ phải suy nghĩ là cái người đàn ông đó có xứng đáng để cho mình níu kéo hay không. Ở khía cạnh của chị May á, là không ai hiểu anh Khoa hơn chị May. Có thể đối với mình cảm thấy cái điều đó nó không đáng, nhưng mà đối với chị May thì chị May biết là anh Khoa là người đàn ông để xứng đáng cho chị May làm những cái điều đó. Ngay thời điểm đó, gia đình mình đang bị tấn công. Cái việc của em đang bảo vệ gia đình, còn chuyện đúng sai của người đàn ông, em, chị và Khoa sẽ nói chuyện sau ở nhà. Và thời điểm đó em đang bảo vệ những đứa con của mình. Gia đình mình không chỉ có Khoa và hai đứa con mà còn bố mẹ hai bên nữa. Đó là chị May là người nhìn. Và những người đang liên đới xung quanh gia đình mình, liên đới xung quanh Khoa. Nên hồi nãy Lan nói về vấn đề của cô giáo gì á, đưa ra cho tất cả mọi người biết về sự việc của chồng mình. Em nói là có thể là cổ bị đẩy, bị đằng sau lưng người đàn ông không giải quyết được cái vấn đề đó để cổ phải đi đến cái hành động đó. Em nghĩ cổ cũng thoải mái đâu. Thực ra một câu chuyện của một cái người mà giống như là có, nhất là những người có cái nền văn hóa cao á, họ sẽ luôn luôn biết cách họ bình tĩnh và họ văn minh trong cái câu chuyện ứng xử. Tuy nhiên còn phải tùy thuộc vào thái độ của tiểu tam. Bây giờ chị mới quay lại câu chuyện thái độ của tiểu tam. Tiểu tam chị cũng sẽ phân thành 2-3 dạng. Có những người tiểu tam họ bị lừa, họ cũng là nạn nhân của người đàn ông. Em đồng ý. Là thực ra người đàn ông nói với họ là, đa số nói với họ là anh ly thân rồi, anh ly dị rồi, hoặc là anh đang trong thời gian để ra tòa để làm thủ tục, và bây giờ anh hoàn toàn độc thân, anh không có sống chung, bây giờ anh vì con để với quan hệ. Một cái gần nhất là thường đàn ông chắc em đoán là sẽ bảo là thật ra là anh không có yêu vợ anh, nhưng tại sao anh không ly dị vợ để đến với em? Bởi vì trách nhiệm với con, với còn dòng họ gia đình hai bên nữa, còn nhiều. Nói chung là người đàn ông sẽ đóng vào vai là một người đàn ông rất là trách nhiệm. Có những cái câu như vậy, anh có thể là người chồng không tốt, nhưng mà đối với con anh phải là người cha tốt. Thì đó là những cô gái ngây thơ bị đàn ông lừa để trở thành tiểu tam và không mong muốn. Có một dạng nữa là những cô gái hoàn toàn không biết người đàn ông này đã có gia đình, cũng đám cưới, cũng kết hôn, lấy nhau, sinh con xong mới phát hiện người chồng của mình đã có vợ ở dưới quê. Nhưng cũng có những cái trạng thái tiểu tam là đi ghen ngược lại với vợ chính thức của chồng, xúc phạm ngược lại và đánh ghen ngược lại vợ lớn luôn. Thì những cái tiểu tam thách thức là những tiểu tam đáng lên án. Thì thực ra trong một cái câu chuyện mâu thuẫn, đẩy người chồng nhiều khi muốn giữ, người vợ nhiều khi muốn tha thứ, nhưng mà nhỏ tiểu tam nó cứ chọt. Đó là do người chồng cũng không xử lý khéo với các cái tiểu tam kia, cho cô ta có cơ hội để chà đạp người vợ của mình. Nếu người chồng mà để cho tiểu tam mà bung lụa lên như vậy là người chồng cũng không xứng đáng để trân trọng. Tại vì thật ra một người tiểu tam cho dù họ có ngang tàn cách mấy thì là phải được cái người đàn ông đó hậu thuẫn từ sau của người đàn ông. Nếu người đàn ông đó người ta không đồng ý thì cái người tiểu tam đó họ cũng sẽ không làm như vậy đâu. Rồi thái độ ứng xử cao tay của những người vợ đối với tiểu tam nè. Một người tiểu tam mà gặp một cái cô vợ không bình tĩnh, sẵn sàng làm tùm lum tà la lên. Thì thực ra một cô vợ bình tĩnh mà biết cách giữ chồng giống như May, tiểu tam sợ không? Chị nghĩ là sợ đó. Sợ? Em nghĩ là sợ. Em xử rồi mà phải không? Em đã từng xử rồi mà phải không? Đúng không? Mà cái xử của em chị nghĩ là rất là văn minh luôn, rất là nhẹ nhàng luôn, không có chửi bới, không có nhẹ nhàng gì hết. Cho chị chia sẻ nha. Tại vì có một cái cô bé gọi cho May, nói là em rất là thương chồng của chị như vậy, bây giờ chị cần chị chấp nhận thôi, là em sẽ chấp nhận, em làm cái bóng âm thầm sau lưng ảnh cũng được. Thì May có trả lời là chuyện các em thì các em tự giải quyết, đừng lôi chị vô. Còn tại vì chồng chị chọn lựa chị phải không? Nếu mà một người vợ không bình tĩnh mà tự nhiên cái tiểu tam mà gọi cho mình đó là bây giờ em với chồng chị yêu nhau vậy, giờ ảnh kêu em gọi cho chị, hay là giờ chị cho đồng ý em làm vợ bé ảnh đi hay là cái gì đó, thì lập tức người vợ sẽ đùng sẽ về tra hỏi chồng mình, sẽ ghen làm bung bét lên, thì cái cô bé kia sẽ được đắc lợi. Nhưng mà thực ra một cái sự bình tĩnh của một người vợ cao cơ, để chị nghe, để chị giải quyết cho em, chị chăm sóc cho em, nhưng mà cuối cùng là thực ra cái đó là mong muốn của em chứ không phải, chị không liên quan nên chị không có đặt mong muốn trong này, nhưng mà chị thấy đó là không phải mong muốn của chồng chị. Em nghĩ ở đây nó phải có hai trường hợp, là một là trường hợp nếu như người vợ còn muốn giữ gia đình đó, còn muốn giữ người chồng đó bên cạnh, cư xử bình tĩnh, lý trí là cái điều gọi là vũ khí, gọi là quan trọng nhất. Nếu mà cái người vợ đó họ đã xác định là bỏ cái cuộc hôn nhân đó luôn, thì lời khuyên của em dành cho những người vợ đó sẽ là đừng bao giờ mắc vô cái bẫy của những người tiểu tam đó. Đúng rồi đó. Có nghĩa là thời điểm đó mình phải hiểu rõ ràng một sự việc là tao bỏ nên mày mới lấy được, chứ không phải là mày giật được của tao. Phải bình tĩnh rõ ràng như vậy nha, chứ không phải là mình bị người ta giật, mà là tao bỏ thì mày mới lấy. Nhưng mà bây giờ mình có cái bí quyết nè. Các bạn hãy cho mình một thời gian, kể cả chính thức, kể cả tiểu tam, hãy cho mình vài ngày hoặc là một thời gian ngắn để các bạn có thể chìm đắm hẳn trong sự đau khổ, đặt ra những câu hỏi tại sao ảnh lại như vậy, tại sao mình lại như vậy, tại sao cái câu chuyện đời mình lại như vậy, tại sao mình phải đau khổ như vậy. Đặt câu hỏi ra, tự trả lời cho mình, đau khổ cho đã trong vòng 2-3 ngày gì đó đi, rồi đứng dậy xuyên qua đau khổ để vượt ra khỏi cái đám đau khổ đó để đi lên. Chứ còn không là cả đời mình thà là đau khổ một vài ngày. Nói thì dễ lắm la, chứ trong cái hoàn cảnh đó rất là khó để vượt qua. Yêu một người vượt qua khó lắm, không phải ai cũng thì lý trí được nên như bình vậy tĩnh đâu. Thế nào cũng sẽ qua, bình tĩnh. Đàn ông có nhiều chai rượu ngon, hôm nay khui chai này, ngày mai khui chai khác. Còn cái chai rượu quý để nhà, mà rượu quý mà biết mình đi uống rượu ngoài thì rượu quý ghen, hiểu không? Nhưng mà hôm nay chủ chỉ là rượu thôi mà uống một cái xỉn cái bùng cái hết, anh vẫn tài sản của anh là vợ là con, cái kiểu dạng. Thì thử đi, giờ phụ nữ cho mình nhiều cái bánh đi. Đàn ông mà không biết trân trọng mình thì mình đi ăn bánh khác. Được không? Vậy cái này thì em hơi không đồng ý lắm. Ủa sao không đồng ý? Đó là chị nghĩ là em phải binh vực về em phụ nữ chứ. Tuy là mình không dám nói trước chuyện tương lai, nhưng mà quan điểm của em hiện tại là nếu mà em yêu thì chỉ có một người. Còn nếu mà đã xác định là nếu mà mình muốn có một người khác thì mình chấm dứt với cái người hiện tại. Chị bật ra được cái câu chuyện khác là đối với phụ nữ chỉ lên giường được với những người họ yêu, và họ không thể yêu 2-3 người cùng một lúc. Đó là những người quá đặc biệt. họ yêu hết người này xong người này hẳn dứt khoát thì họ mới bắt đầu tiến tới người kia. Đa số phụ nữ là như vậy. Cái xác suất phụ nữ ngoại tình là có, nhưng ít hơn đàn ông. Còn đàn ông, rất là nhiều người chung quanh chúng ta đều nói vậy nè: anh chỉ ngủ với cô đó thôi, anh chỉ làm tình với cô đó thôi, rất là sad, mà không có yêu, thì như vậy là anh không có lỗi với vợ. Hoặc đàn ông mà đi ăn bánh được thì đàn bà cũng đi ăn nem được. Có nghĩa là phải công bằng. Nhưng mà cái đó là mỗi người một ý, chúng tôi không nói ai đúng, chúng tôi cũng chả nói ai sai. Nhưng mà chúng tôi đưa ra những cái vấn đề phân tích để làm sao đúc kết lại. Mình đã có sai lầm đầu tiên khi mình phản ứng, nhưng mà sau đó mình bình tĩnh lại, mình vượt qua và mình suy nghĩ tích cực hơn. Điều chúng tôi đưa ra cái vấn đề của ngày hôm nay chốt lại đó là hành xử văn minh. Những cái cách hành xử văn minh, không bôi xấu người khác, không làm nhục người khác, bởi vì đó là những người mình đã từng chọn lựa, mình đã từng yêu thương. Nếu làm nhục họ, bôi xấu họ thì cũng như là chính bôi xấu bản thân mình. Nếu mà cơm không lành canh không ngọt, hoặc có coi chuyện nào các bạn không chấp nhận nhau được nữa, thì âm thầm giải quyết và tôn trọng lẫn nhau để giữ lấy cái hình ảnh cho bản thân mình. Lala có cái câu hay lắm, em nhớ Lala từng nói vậy nè: trong một mối quan hệ, khi xảy ra vấn đề gì mà liên quan tới chuyện không chung thủy hoặc là người thứ ba, mình cứ đi đi, mình đi con đường của mình. Nếu người ta đủ thương yêu mình, người ta chạy theo mình. Mình nói việc gì mình đứng đó mình chăm chăm vô cái mối quan hệ đang bị gọi là bị một ruộng đó, để mình cứ chăm vô, mình khoét vô cái vết thương đó, mình khoét vô những cái đó, và chính mình cũng đang nhìn vô cái nỗi đau mình tự chìm trong cái vũng lầy đó. Cho nên mình bước thật nhanh ra khỏi vũng lầy và mình cứ đi. Họ không đủ yêu thương thì họ tụt lại và mình sẽ có cái con đường mới. Mình còn đi nữa, tới có những cái vùng trời rất là xa, rất là đẹp. Họ đủ yêu thương, họ sẽ phải chạy theo, và họ chạy theo họ phải cố rất nhiều mới kịp mình. Kính thưa quý vị khán giả, chị em chúng tôi chắc tới đây là sẽ dừng lại chủ đề Tiểu Tam và kẻ ngoại tình của talk show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Rất là hy vọng tất cả các chị em có trong câu chuyện Tiểu Tam và kẻ ngoại tình, nếu mà ghen hoặc phát hiện người yêu của mình hay bạn đời của mình phản bội, đừng vội phản ứng với lại cái người thứ ba. Nhiều khi người thứ ba cũng là nạn nhân, và hãy cân nhắc rằng trong cái trường hợp đó mình còn đủ yêu thương để tha thứ hay không. Xin cảm ơn hai chị em hôm nay rất là nhiều, tại đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình và để uống rượu với chị. Xin tặng hai bạn hai bó hoa thật đẹp của Tao Floris. Hy vọng rằng mọi người luôn luôn có những cái nhìn tích cực về cuộc sống để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình của mình, và nhất là những đứa trẻ của chúng ta. Chủ đề Tiểu Tam và kẻ ngoại tình của talk show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan đến đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chủ đề của tuần sau, được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Sáu mỗi tuần trên kênh YouTube Xuân Lan Official Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan và Facebook cá nhân Nguyễn Xuân Lan. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 10 cái hộ mà hết 4 người xâm hại em. Bé bị ép buộc cho uống thuốc kích dục mỗi ngày. Bây giờ em đó lại bị bệnh. Mới 5 tuổi thôi nhưng mà con bị nghiện thủ dâm 30 phút. Người cha giữ chân con gái để cho ông nội xâm hại. Và ngược lại, người mẹ làm lơ. Hai người đàn ông mà tưởng chừng như là đều sẽ yêu thương con này lại làm hành động đó với con. Tôi xin lỗi, tôi không chịu được. Đón xem tập tiếp theo, phát sóng vào 20h30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh Xuan Lan Official và fanpage Nguyễn Xuan Lan.